chào quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Lan Nguyễn TV. Lời đầu tiên cho Lan được gửi lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương đến tất cả các quý vị khán giả. Thời gian gần đây thì chúng ta thấy rất nhiều những vụ án về tham nhũng và đặc biệt là riêng vụ án về Thiền Am bên bờ vũ trụ đã được công an tỉnh Long An làm việc quyết liệt. Gần đây thì có một số nhà báo chính nghĩa, những ngòi bút chính nghĩa cũng đã bắt đầu ra những cái bài viết để ủng hộ cho việc làm của chị Nguyễn Phương Hằng trong khoảng thời gian mà chị Hằng livestream tố giác tội phạm. Có hai nhà báo kỳ cựu và cũng có uy tín đã viết rất nhiều bài để ủng hộ cho chị Nguyễn Phương Hằng, đó chính là nhà báo cựu chiến binh Đặng Quang Quỳnh và nhà báo Phương Dung Lê. Hai nhà báo này đã viết rất nhiều những bài viết để phân tích những việc làm của chị Nguyễn Phương Hằng. Thì ngày hôm nay, ngày 24 tháng 5 năm 2022, trên trang cá nhân của cụ Đặng Quang Quỳnh, cụ có một status, cụ cũng viết về những suy nghĩ của cụ trong drama của chị Nguyễn Phương Hằng. Nội dung cụ viết, nếu suy ngẫm ra thì chúng ta càng thấy rất là cảm thông và thương cho chị Nguyễn Phương Hằng. Nội dung bài viết như sau. Hôm nay, tròn 2 tháng CEO Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, tạm giam. Bài viết của cụ Đặng Quang Quỳnh. Thời gian trôi quá nhanh, đã vừa tròn 2 tháng Nguyễn Phương Hằng bị cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố và bắt tạm giam theo điều khoản 331 của Bộ luật hình sự do đơn tố cáo của cô ca sĩ VO. Từ buổi chiều ngày 24 tháng 3 năm 2022 cho đến ngày hôm nay, Phương Hằng một thân một mình ở trong trại tạm giam T30, nhưng ở ngoài đời có cả triệu người vẫn dõi theo. Ngoài trời Sài Gòn, mưa lớn mỗi ngày, mỗi đêm, nhưng vẫn có biết bao nhiêu giọt lệ rơi vì thương, vì tức tưởi, oán hận những kẻ lòng lang dạ thú đã kết bè kéo cánh để đánh hội đồng cái công ty một thành viên của CEO. Từ buổi chiều ngày 24 tháng 3 năm 2022 cho đến hôm nay, Phương Hằng một thân một mình ở trong trại tạm giam T30. Nhưng ở ngoài đời có cả triệu người vẫn theo dõi. Ngoài trời Sài Gòn, mưa lớn mỗi ngày, mỗi đêm vẫn có bao nhiêu giọt lệ rơi vì thương, vì tức tưởi, vì oán hận những kẻ lòng lang dạ thú đã kết bè kéo cánh để đánh hội đồng cái công ty một thành viên của CEO Nguyễn Phương Hằng. Và cụ biết trong ngày hôm nay khi đọc những dòng đăng trên status này thì lại có biết bao nhiêu chị em, bao nhiêu cháu lại khóc vì không thể kiềm chế nổi cảm xúc. Là con người chứ đâu phải là gỗ đá, cũng đâu phải là người làm nghề biểu diễn trên sân khấu, chỉ cười khóc theo vai sau lớp son phấn để mua vui được một vài trống canh. Ngay cụ là một lão già U80, tuy nước mắt đã rơi cạn vì khóc thương đồng đội, người thân đã ra đi trong thời chiến và thời bình, mà đêm qua cụ cũng trằn trọc suy nghĩ. Cụ thương Phương Hằng một phần thì cụ thương cháu Hằng Hữu 10 phần. Thương những đứa trẻ bị não úng thủy, bị bệnh tim bẩm sinh. Thương những người nghèo khổ khó khăn đang chờ những đồng tiền hỗ trợ từ những mạnh thường quân, trong đó có CEO Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Huy Dũng. Cụ giận những kẻ độc ác từ trong lẫn ngoài, độc từ tâm đến diện. Đó là những nhân vật ẩn dụ như bông hồng máu, con quỷ mà nhà văn báo Nguyễn Trọng Huân ở ngoài Bắc đã đưa lên kênh YouTube của tác giả và tác phẩm. Cụ cũng không biết hai tháng qua, sau khi sát nhập hai vụ việc khởi tố của Công an thành phố Hồ Chí Minh và Công an Bình Dương thì các cơ quan điều tra đã thu được những gì, lãnh đạo nào ngủ với gái, ngủ với ai, vân vân, có tính xúc phạm cá nhân tổ chức như đơn tố cáo của cô ca sĩ Đồng Xanh, của Đức Hiền, của Hèn Ni, của anh Hoàng, cô Tiên, của cô Phương Hằng tố cáo qua, tố cáo lại. Có làm rõ được thiệt hại, giá trị về vật chất, tinh thần của một cá nhân hay tổ chức nào hay chưa? Nhưng nhìn vào vai diễn và diễn biến của công tác điều tra của cơ quan công an Long An khi khởi tố và bắt tạm giam thêm bà Cao Thị Cúc và tiếp tục mở rộng vụ án truy tìm Diễm My thì thấy không thể phủ nhận công lao của Phương Hằng đã tố cáo, cụ Năng, Lê Tùng Vân cùng đồng bọn. Thử hỏi, nếu Nguyễn Phương Hằng không khuấy động,
không chọc thẳng vào cái tổ quỷ này thì tác hại của nó còn lớn đến đâu nữa. Nếu Phương Hằng không tố giác ông thần y dởm Võ Hoàng Yên, nghệ sĩ dơ, nhà báo hai mặt, những kẻ phản động trong và ngoài nước thì tự hỏi hệ lụy nào còn đến tới thế nào nữa. Cụ vừa thương vừa nể phục một CEO Nguyễn Phương Hằng đã làm nhiều việc thiện, dấn thân vào drama để tố cáo cái xấu, góp phần quét bỏ rác rưởi xã hội. Cụ nhớ tới lời của nhà thơ Thổ Nhĩ Kỳ: nếu anh không đốt lửa, nếu tôi không đốt lửa, không thể biến đêm đông thành bình minh rực rỡ. Rất mong các cơ quan chức năng và toàn xã hội hãy công tâm trong điều tra, nhận xét, đánh giá drama của CEO Nguyễn Phương Hằng để luận công tội rõ ràng, sao cho khẩu phục tâm phục, vừa đảm bảo kỷ cương phép nước, vừa có tính giáo dục răn đe nhưng đồng thời cũng có tính nhân văn, như lời của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn thường nói. Thì cũng trong ngày hôm nay, sau bài viết của cụ Đặng Quang Quỳnh thì nhà báo Phương Dung Lê cũng có một bài viết trên trang cá nhân của mình và cũng là một bài cảm thán cho số phận của CEO Nguyễn Phương Hằng. Chị Phương Dung Lê là một nhà báo trung ương và cụ Đặng Quang Quỳnh cũng rất là thán phục ngòi bút của chị Phương Dung Lê. Nhưng chính cô Hèn Ni cũng đã xuyên tạc về nhà báo Phương Dung Lê. Ngày hôm nay, ngày 24 tháng 5 năm 2022, chị Phương Dung Lê, một nhà báo chân chính, cũng đã có một bài viết trên trang cá nhân. Chị viết như sau: hôm nay, ngày 24 tháng 5, tròn 2 tháng CEO Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 190-01. Quyết định khởi tố bị can số 300-50 ngày 24 tháng 3 về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân quy định tại điều 331 Bộ luật hình sự. Lý do chị Hằng bị bắt là do đơn tố giác tội phạm của nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, tức ca sĩ Vy Oanh. Theo thông báo số 1721/TB/ văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra D3 ngày 25 tháng 3 năm 2022, khi chính ả ta tung công khai lên mạng vấn đề này, tôi sẽ có một bài viết riêng. Trước hết, chúng ta chưa thể coi CEO Nguyễn Phương Hằng là tội phạm bởi một người chưa được coi là có tội khi chưa có một bản án và có hiệu lực pháp luật của tòa án. Còn kẻ đứng đơn tố cáo đó là chị Vy Oanh, liệu ả này có vô can khi chính thị cũng đã từng viết trên trang cá nhân nhục mạ xúc phạm, thậm chí ả vu khống cho rằng CEO Nguyễn Phương Hằng ngủ với rất nhiều đàn ông và yêu cầu đem cháu Huỳnh Hằng Hữu đi xét nghiệm ADN. Để rộng đường dư luận, tôi xin chia sẻ cùng các bạn bài viết dưới đây. Tôi mạn phép tác giả biên tập lại có tựa đề "Đương đầu chứ không đâm đầu" của một cựu giáo chức, nick là Người Tử Tế, để mọi người có thêm góc nhìn về những điều tốt đẹp ở CEO Nguyễn Phương Hằng hay Nguyễn Thị Thanh Tuyền. Đương đầu chứ không đâm đầu. Dù có đổ bao nhiêu cái xấu lên Nguyễn Phương Hằng hay Thanh Tuyền thì đất nước hình chữ S này vẫn có hàng ngàn người yêu mến chị Phương Hằng. Người ta hỏi tôi lý do vì sao đâm đầu vào drama này. Tại sao lại ủng hộ CEO Nguyễn Phương Hằng nói tục? Từng là một giảng viên, sao lại ủng hộ một người vi phạm pháp luật? Tôi không đâm đầu vào drama vì drama này là do chính Phương Hằng tạo ra và CEO đã từng tuyên bố là duy nhất mình chị, chẳng lôi kéo ai hết. Ủng hộ hay không là quyền của mọi người, nhưng chống thì sẽ bị CEO réo tên. Như tôi từng viết, không có lửa thì sao có khói? Hay bạn hãy đọc tập truyện Cánh Đồng Bất Tận của Nguyễn Ngọc Tư, hay đâu đó có những cuộc họp ở cơ quan, hội đồng sư phạm vẫn văng tục đầy ra đấy. Ở chợ, người ta chửi nhau, đồ thẳng mất dạy, con khốn. Nhưng trong cơ quan, họ chỉ cần nói bọn đầu tôm hay là người thiếu giáo dục, nó có nghĩa tương tự nhau. Tôi chỉ thắc mắc là có hàng ngàn người không hài lòng nhưng Phương Hằng không nói đích danh ai mà chỉ nêu tên những ai cố tâm chống phá CEO mà thôi. Còn là giảng viên hay là những người có học hàm học vị thì đã sao? Xã hội nên coi trọng người có văn hóa.
Người học thấp nhưng lại có văn hóa, nhưng người học cao chưa hẳn đã là có văn hóa ạ. Xã hội chúng ta đang đảo lộn vì coi trọng tiền, quyền, địa vị và học hàm. Từ đó có hàng nghìn chuyện vô lý. Tôi ví dụ đơn giản là khi đi dự một cuộc hội nghị, đến giờ dự thì lại giới thiệu: đến dự hội nghị hôm nay có nhà giáo nhân dân, giáo sư, tiến sĩ, có ai mà thạc sĩ được phong hàm giáo sư, nên giới thiệu vậy là thừa. Hội nghị khoa học thì giới thiệu cái nhà giáo nhân dân cũng thừa luôn, vì đã biết thừa mà vẫn giới thiệu, nghĩa là ta đang coi trọng những cái thứ danh vọng. Quay lại câu chuyện của CEO Nguyễn Phương Hằng, những ngày qua một số vụ như một ai đó chơi TikTok bị phạt cũng cho là fan của CEO, đính kèm ảnh vụ vi phạm ấy cũng của Phương Hằng. Rồi cái vụ gần nhất là một giáo viên bị đánh cũng fan Phương Hằng. Tôi nhớ các livestream thì Phương Hằng đều nói là chị drama duy nhất một mình tao. Ai yêu hay ghét thì tùy, nhưng chỉ xin đừng chống phá. Mà bây giờ cứ làm gì vi phạm bị phạt rồi khai là fan của Phương Hằng được à? Nói thật, chị ấy đang bị tạm giam điều tra những vi phạm theo đơn thư của ai đó, chứ Nguyễn Phương Hằng chưa phải là kẻ có tội để mà định hướng cái hư, cái xấu, cái thối đều có tên Phương Hằng. Khi còn dạy học, ngồi ăn trưa cùng sinh viên, tôi hay nói xã hội đang khủng hoảng niềm tin vì chẳng biết đâu là thật là giả. Cuộc khủng hoảng này là do con người tạo ra. Mãi đến hôm nay, tròn 10 năm rời giảng đường, tôi mới thấy một cuộc khủng hoảng này nó lại nghiêm trọng hơn. Như thuốc điều trị bệnh. Thuốc giả điều trị bệnh gì? Bệnh nhân là những người đau khổ mà còn uống thuốc giả thì còn niềm tin ở đâu? Fan hay không fan Phương Hằng bị phạt, tấn công người thì đó là cách viết của người cầm bút. Cá nhân tôi là một người nông dân tử tế nên phải đương đầu để đặt ra câu hỏi. Căn cứ vào lời khai của một người là gắn tên của một người vào là có lý hay sao? Lý này, đó chính là lý cùn gì? Xin thưa, nếu nhân quả không báo ứng thì những cái oan sẽ chắc chắn khó được minh oan. Như ông Huỳnh Văn Nén, cụ Trần Văn Thêm bị án oan sai xuyên thế kỷ, như Nguyễn Thanh Trấn bị giam giữ hơn 10 năm tù oan sau khi bị tuyên án tử hình, người 4 lần bị tuyên án tử hình được minh oan là Hàn Đức Long, được chính cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Điều kỳ diệu đưa được ông Hàn Đức Long trở về với tự do vào năm 2011. Sau nhiều năm, vợ ông là bà Nguyễn Thị Mai đi kêu oan nhưng không có kết quả. Ông bà đã nhận được sự quan tâm, trợ giúp của bác Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Nên dù những gì đang xảy ra cho bạn, cho rằng phần thắng đang nghiêng về bên bạn thì chưa chắc đã đúng. Người ta có câu, người hại không chết, chứ trời hại là chết đấy. Xin gửi đến những ai đang cố lôi bà Phương Hằng vào những chuyện xàm. CEO Nguyễn Phương Hằng có cái xấu, ác hay không? Nhìn cách chị đối xử với con dâu, trẻ em bị bệnh thì sẽ rõ. Chắc gì những mụ bà chằng đang ngày đêm chửi rủa CEO Nguyễn Phương Hằng đã là bà mẹ chồng mà con dâu thảo kính. Nguyễn Viết Thanh, nông dân tử tế. Cuối cùng, khi biết tin luật sư Trương Thị Hòa có kinh nghiệm 47 năm tuổi nghề, người luôn đem yêu thương đến với những mảnh đời bất hạnh mà tôi yêu quý, kính trọng, đã nhận lời bào chữa cho CEO Nguyễn Phương Hằng, thì tôi thấy thật là an tâm và rất tin tưởng vào sự công minh, sáng suốt của vị luật sư tài ba lỗi lạc này. Mãi mãi yêu quý và trân trọng chị CEO Nguyễn Phương Hằng. Thì chúng ta thấy bài viết của chị Phương Dung Lê cũng đã làm lay động tất cả những tấm lòng của những người mà đang ủng hộ chị Nguyễn Phương Hằng. Chúng ta thấy rất là vui khi ngày hôm nay chị Phương Dung Lê báo tin là luật sư Trương Thị Hòa đã nhận lời bào chữa cho CEO Nguyễn Phương Hằng. Đương nhiên là trong xã hội thì có những người bênh vực và ủng hộ cho chị Nguyễn Phương Hằng, nhưng cũng có những người đã chống phá lại. Nhưng dù gì thì chúng ta hãy nhìn sâu thẳm vào bản chất của công việc chị Nguyễn Phương Hằng đã làm trong thời gian vừa qua. Hãy nhìn vào cái tấm lòng mà chị dành cho người nghèo và cho những trẻ em có những cái mảnh đời bất hạnh. Trên các cái dòng status thì có chị Nhân Dung, chị viết: cảm ơn em nhà báo xinh đẹp luôn mang đến cho bạn đọc những thông tin hữu ích. Chị Trần Thị Lệ Thúy,
Chị viết rằng rất tuyệt vời vì bài viết hay của bạn Phương Dung Lê xinh đẹp. Tớ chúc bạn ngày mưa gió, công việc bình an và tốt đẹp nhé. À, nhưng mà trước khi mà Lan đọc tiếp những cái status trên bài viết của chị Phương Dung Lê và của bác Đặng Quang Quỳnh thì cháu Lan xin gửi lời cảm ơn đến bác Đặng Quang Quỳnh và em Lan cũng xin gửi lời được cảm ơn đến những bài viết rất là khách quan và chính nghĩa của chị Phương Dung Lê. Có cái nickname Gạo Mùa Hoa đã viết một status như sau: cảm ơn em nhà báo Phương Dung Lê đã có bài viết và dẫn chứng để minh chứng rất sâu, rất sắc về CEO Nguyễn Phương Hằng cho bạn đọc được thấu tỏ. Mình hoàn toàn đồng ý quan điểm với em về bài viết và dẫn chứng đồng cảm nhận, chính kiến về con người có tâm, có tầm, đó là em Nguyễn Phương Hằng. Một lần nữa cảm ơn em Phương Dung Lê thật nhiều. Cái nickname Đi Tìm Công Lý thì có viết như sau: sự tử tế của cô Hằng đối với người nghèo, ai cũng thấy điều đó đáng được tôn trọng và bảo vệ. Bạn Én Nhỏ thì viết như sau: đọc bài của chị yêu và những lời viết trong bài của người nông dân tử tế, thấy từng câu từng chữ nó đúng và chí lý quá, sẽ luôn là một fan yêu quý trọng chị CEO Nguyễn Phương Hằng. Nhiều lắm các bạn ạ, Lan không thể đọc hết được, nhưng cuối cùng thì chúng ta cũng thấy rằng như vậy là đã trôi qua 2 tháng CEO Nguyễn Phương Hằng bị bắt tạm giam và vụ án Thiền Am bên bờ vũ trụ đã có một phần công lao rất là lớn của chị Nguyễn Phương Hằng đã lôi ra ánh sáng, đang bị xử lý. Và tới đây thì rất nhiều người đều mong rằng cơ quan pháp luật hãy công minh, thấu tình, đạt lý để có những cái bản án vừa đủ sức răn đe chị Nguyễn Phương Hằng trong những cái việc mà lời ăn tiếng nói, nhưng cũng có những cái khích lệ để động viên tinh thần của những người yêu nước, yêu dân và của những người ưa làm việc thiện như vợ chồng anh Dũng và chị Hằng. Đối với công ty cổ phần Đại Nam thì chúng ta thấy may thay, lành thay, khoảng thời gian vừa rồi thì du khách đến du lịch cũng rất là đông. Có rất nhiều những trường học đã tổ chức những tour du lịch cho các em học sinh đi đến khu du lịch Đại Nam để nhớ lại nền văn hiến, lịch sử vang dội của đất Việt. Và đấy cũng là cái sự an ủi cho doanh nghiệp của anh Huỳnh Huy Dũng và chị Nguyễn Phương Hằng. Lan muốn nhớ lại câu nói của chị Phương Dung Lê: thương cho Nguyễn Phương Hằng 1 thì thương cho cháu Huỳnh Hằng Hữu 10. Huỳnh Hằng Hữu mới có 10 tuổi thôi, đáng lý ra vẫn đang được ở trong vòng tay êm ấm của mẹ và được sống một cuộc sống đầy đủ. Nhưng đã 2 tháng nay, Huỳnh Hằng Hữu đã phải rời xa vòng tay của mẹ chỉ vì trong cuộc đấu tranh chống lại những thế lực tiêu cực. Và thế lực này quá lớn, quá mạnh, cho nên là mẹ Hằng đã phải dùng tất cả những cái gì mạnh nhất để công lực, đó chính là lời nói, và phải dùng những cái từ ngữ cũng mạnh nhất để chỉ cho những kẻ mà đã dối trá, lấp liếm để lừa dối nhân dân. Cho nên, cũng như chị Phương Dung Lê đã nói rằng, hiện nay chị Nguyễn Phương Hằng vẫn chưa thể coi là một tội phạm, bởi vì hiện nay vẫn chưa có kết luận cuối cùng của cơ quan tòa án tuyên án, cho nên chị Nguyễn Phương Hằng vẫn chưa phải là một tội phạm. Cho nên chúng ta không thể coi chị Nguyễn Phương Hằng là một tội phạm tại thời điểm này. Bây giờ thì Lan xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe những thông tin mà Lan chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các quý vị ở những video tiếp theo. Bye bye!